sự nhộn nhịp liên hoan đã sắp túc tỏ hồi mai phục tấm đã tam chiến hối thủ nhị linh tả hành sát hoành hữu hành sát hồi các địa hổ thanh long biên giang. Đó chính là những câu thiệu của bài Ngọc Cả Huyền. Điểm nổi bật của bài Huyền là tấn cung, tấn công và phòng thủ toàn diện, kết hợp với nhu cương đúng lúc, đánh né và phản đòn rất lợi hại, thao pháp nhẹ nhàng linh hoạt, bộ pháp vững chắc, bộ tay mạnh mẽ chính xác. Có lúc tấn công liên hồi, khi lại về như thắt thế để đánh lừa đối phương, sau đó dùng các đòn phản công chớp nhoáng vào yếu điểm hạ gục đối phương. Đây chính là những nét tinh túy của bài Huyền Ngọc Cản. Bài Huyền Ngọc Cản được đưa vào hệ thống của bài Huyền quy định quốc gia và thi đấu trên toàn quốc.